Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 3 tháng 1 năm 2016. Phần đầu chương trình có những nội dung chính sau. Năm 2015, Đảng bộ thành phố Vĩnh Long phát triển đảng viên đạt trên 106% chỉ tiêu nghị quyết. Vĩnh Long nỗ lực giải quyết việc làm để giảm nghèo bền vững. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành thủy sản theo hướng đa dạng hóa con giống. Tin trong nước, sẽ có hai đợt rét đậm rét hại trong tháng đầu năm 2016. Xác định nguyên nhân vụ tai nạn lò vôi ở Thanh Hóa khiến 8 người thiệt mạng. Sau đây là nội dung chi tiết. Năm 2015, các chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố Vĩnh Long đã kết nạp được 181 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu nghị quyết. Nâng tổng số hiện nay đảng bộ thành phố có trên 4.370 đảng viên. Trong năm, đảng bộ thành phố Vĩnh Long đã mở 2 lớp bồi dưỡng kết nạp đảng cho 272 đoàn viên và quần chúng ưu tú. Kết quả đã phát triển được 181 đảng viên. Theo đánh giá của ban tổ chức thành ủy, trình độ của đảng viên mới kết nạp được nâng cao so với những năm trước. Công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên mới đảm bảo chất lượng và đúng quy trình. Năm 2016, thành ủy Vĩnh Long chỉ đạo 35 chi đảng bộ trực thuộc tiếp tục bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới để tạo nguồn cán bộ đảng viên trẻ kế thừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Sáng nay, 3 tháng 1 năm 2016, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long chủ đầu tư khởi công công trình Trung tâm Văn hóa Thể thao Công đoàn tỉnh. Đây là một trong những hạng mục của công trình nhà văn hóa lao động tỉnh Vĩnh Long đã khởi công xây dựng từ năm 2012, tọa lạc tại khu dân cư Phước Yên, huyện Long Hồ. Công trình có tổng vốn đầu tư 35 tỷ đồng do ngân sách trung ương cấp, tổng diện tích xây dựng 2.800 m2, bao gồm các hạng mục, nhà thi đấu thể thao 600 chỗ, hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy, hệ thống điều hòa, thông gió. Thời gian thi công dự kiến 350 ngày. Công trình hoàn thành sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí cho công nhân lao động, đoàn viên công đoàn và nhân dân trong khu vực, đồng thời tạo mỹ quan cho cảnh quan chung khu đô thị Phước Yên. Thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng, năm 2015, tỉnh Vĩnh Long xây mới sửa chữa được trên 4.400 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách với tổng số tiền trên 206 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ xây mới sửa chữa 4.387 căn chia thành hai đợt. Đợt 1 xây mới sửa chữa 1.553 căn đã hoàn thành 100%. Đợt 2 xây mới sửa chữa 2.834 căn hiện đã hoàn thành trên 90%. Tổng kinh phí cả hai đợt trên 120 tỷ đồng. Mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước là 40 triệu đồng một hộ đối với trường hợp phải xây mới nhà ở và hỗ trợ 20 triệu đồng một hộ đối với trường hợp phải sửa chữa khung, tường, thay mái nhà. Ngoài ra, các địa phương còn trích từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa, vận động xã hội hóa và thân nhân các gia đình đóng góp được hơn 86 triệu đồng, xây dựng thêm 54 căn và tu bổ thêm để các căn nhà được hoàn chỉnh, khang trang. Trong năm 2015, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Long Hồ luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện. Trong năm, huyện đã vận động được 1.350 người đăng ký hiến máu. Qua khám sàng lọc, có 1.062 người đủ điều kiện cho máu với 1.342 đơn vị máu, đạt 104% chỉ tiêu trên giao. Tại buổi lễ tổng kết phong trào hiến máu tình nguyện năm 2015, huyện có nhiều cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tỉnh hội và Ủy ban nhân dân huyện vì có thành tích trong phong trào hiến máu tình nguyện. Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, năm 2015, tỉnh Vĩnh Long đã giải quyết hồ sơ ra quyết định chi trả trợ cấp thất nghiệp trên 38 tỷ đồng. Trong số hơn 4.900 hồ sơ nộp về đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, tỉnh đã giải quyết theo đúng quy trình thủ tục ra quyết định chi trả trợ cấp cho trên 4.700 trường hợp. Người thất nghiệp chủ yếu là công nhân lao động phổ thông, trình độ tay nghề thấp. Phần lớn họ làm việc tại các công ty, doanh nghiệp nhà nước thuộc các lĩnh vực may mặc, giày da, lương thực thực phẩm. Nguyên nhân mất việc, một phần do doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô sản xuất, giải thể. Mặt khác, vì người lao động có xu hướng trở về địa phương sinh sống hoặc đã tự tạo được việc làm tại nhà như trồng trọt, chăn nuôi, buôn bán nhỏ. Thưa quý vị và các bạn, giảm nghèo là một trong những chính sách lớn của đảng và nhà nước. Với sự vào cuộc, tập trung, nỗ lực của các ngành, các cấp, các địa phương, các đoàn thể chính trị xã hội và sự chung tay của cộng đồng, năm 2015, tỉnh Vĩnh Long có trên 3.000 hộ thoát nghèo, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh xuống còn 2,34%. Ở nông thôn, không nghề nghiệp, lại không có ruộng đất. Việc nuôi sống gia đình 4 người đã khó, nên trước đây lay quay mãi. Vợ chồng chị Lê Thị Mỹ Hạnh ở Hòa Lộc, huyện Tam Bình,
vẫn không thể thoát nghèo. Được chính quyền địa phương giới thiệu cho vay vốn kết hợp dạy nghề, cộng thêm chương trình chuyến xe nhân ái của Đài Truyền hình Vĩnh Long hỗ trợ xây dựng căn nhà, anh chị yên tâm phấn đấu làm ăn. Năm nay, ngoài tin mừng được rút sổ hộ nghèo, anh chị còn được Trung tâm Công tác Xã hội hỗ trợ con bò cái giống làm sinh kế, tạo tiền đề thoát nghèo bền vững. Chính quyền địa phương điều kiện cho mình công an chuyện làm này thoát nghèo, em cũng mừng lắm. Hộ nghèo của địa phương của xã thì đa phần là không có đất sản xuất, việc làm thì cũng không có được ổn định. Đó thì cũng nhờ các trên trung tâm dạy nghề với giới thiệu việc làm thì cũng dạy nhiều cái lớp để tạo việc làm cho các hộ nghèo này. Thì ngoài cái việc làm tại nhà cũng như là vô quẹt, vô ga cái hộp quẹt, rồi cái đan thảm lục bình, cái dệt chiếu tre, rồi cái mai dài công nghiệp, thì ngoài ra thì cũng còn kết hợp với các công ty giới thiệu các cái hộ nào mà có cái tay nghề học là sau thời gian khoảng 3 tháng mà có cấp giấy chứng nhận thì giới thiệu lên các cái khu công nghiệp ở Vĩnh Long hoặc là thành phố cho cái đi làm, tạo cái thu nhập ổn định. Xác định giải quyết việc làm, ổn định thu nhập là một trong những giải pháp trọng tâm để giảm nghèo. Năm 2015, ngành lao động thương binh xã hội chủ động trong việc phối hợp mở các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn. Trong đó có miễn phí học nghề cho trên 1.300 lượt người nghèo. Song song đó, thông qua các đoàn thể chính trị xã hội, tỉnh đã giải quyết cho trên 16.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện được vay vốn phát triển sản xuất với số tiền trên 230 tỷ đồng, đồng thời hướng dẫn cách làm ăn cho trên 4.000 lượt người nghèo. Lúc trước thì gia đình tôi là thuộc diện nghèo, rồi bây giờ năm nay nhờ thoát nghèo, nhờ là hội phụ nữ cũng giới thiệu ngân hàng chính sách vay một số tiền để mà nuôi heo nái, rồi sau nuôi heo nái đó cũng dành dụm tích lũy, rồi cái đó là nhờ cái vốn xây dựng của hội phụ nữ, thành ra bây giờ có mở mang ra nuôi vịt đồ nhiều hơn. Trong khi cái quá trình nuôi vịt đó thì tôi cũng rất là tiết kiệm, trong đó là cũng có sắt chuối đồ động thêm cho nó đỡ có cái lời. Năm 2015 thì tập trung cho cái việc mà hướng dẫn hoặc là dạy nghề cho người nghèo, cái cách làm ăn, rồi cho vay vốn để mà giải quyết việc làm. Thí dụ như là trong những năm qua thì đều cũng có thực hiện những cái chính sách này, những cái dự án này. Thế nhưng mà năm nay thì chủ trương của tỉnh là chỉ đạo là thực hiện giảm nghèo mà phải là bền vững. Ban chỉ đạo là đã có phân công cho các cái đoàn thể để mà hỗ trợ giúp cho người nghèo rất là tích cực. Mà qua kiểm tra giám sát thì chúng tôi thấy rằng là các huyện làm rất là tốt. Các cấp các ngành để chúng ta phối kết hợp với nhau để điều tra rà soát, để phân loại nguyên nhân nghèo. Thì chúng ta có cái giải pháp hướng dẫn cho các cái đối tượng hoặc là bà con nghèo đó biết cách làm ăn, rồi tự vươn lên. Bên cạnh tuyên truyền, vận động, phát huy tinh thần chủ động, ý thức tự lực vươn lên của các hộ nghèo, việc đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, các hình thức hỗ trợ cây, con giống, các nguồn vốn vay được phân bổ kịp thời, đúng đối tượng, đã góp phần tạo điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện và ổn định thu nhập cho các hộ nghèo. Qua đó, đã góp phần cùng tỉnh nhà thực hiện có hiệu quả chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn trong năm 2015. Thưa quý vị và các bạn, xác định nghề nuôi thủy sản là mũi nhọn đột phá trong sản xuất của ngành nông nghiệp, nâng cao kim ngạch xuất khẩu, đặc biệt là góp phần thực hiện tốt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất và chất lượng. Thời gian qua, ngành thủy sản tỉnh Vĩnh Long đã tập trung đầu tư phát triển nuôi trồng theo hướng đa dạng hóa con giống. Cùng với một số mô hình nuôi thủy sản truyền thống, hiện nay phong trào nuôi cá chạch sụn đang phát triển mạnh trên địa bàn tỉnh. Đây là đối tượng thủy sản nuôi cho hiệu quả kinh tế cao, tăng thu nhập cho người nuôi, đồng thời góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp. Đối với con cá chạch này thì nó rất là dễ nuôi so với các cái đối tượng trước đây mình nuôi. Nhưng mà nó có một cái khó là chúng ta cần phải quản lý cái địch hại. Con này thì nó rất là dễ bị địch hại tấn công, chẳng hạn như là ếch, nè, cò, nè, chim, nè, chuột, nè, tất cả các loại địch hại đều có thể tấn công bất cứ lúc nào. Về cái môi trường nước thì cá này nó cũng chịu được cái oxy nó, cái môi trường oxy nó kém. Ngoài đa dạng hóa con giống, bước đột phá trong phong trào nuôi trồng thủy sản ở tỉnh
phải nói đến nghề nuôi cá tra xuất khẩu. Đến nay, người dân Vĩnh Long đã tập trung duy trì, mở rộng diện tích ao nuôi cá tra ở những vùng đất bãi bồi giang sông Tiền, sông Hậu và sông An Thích, hơn 400 hectare. Trong đó, đáng chú ý là có 15 cơ sở giống và nuôi cá tra thương phẩm với diện tích hơn 93 hectare, được sản xuất theo tiêu chuẩn Global Gap, Việt Gap và BMP. Được sự hướng dẫn rất là kỹ lưỡng của Chi cục Thủy sản Vĩnh Long, là người nuôi cá là bắt buộc phải áp dụng cái tiêu chuẩn là BMP, tức là nuôi cá sạch, và thực hiện cái tiêu chuẩn Global Gap, là cái tiêu chuẩn là theo cái tính chất lượng của quốc tế. Rồi cho nên là cái người nuôi cá của tỉnh Vĩnh Long hiện nay thì qua cái chấp hành cái trong cái kỹ thuật nuôi mà của Chi cục Thủy sản hướng dẫn thì nói chung là cá Vĩnh Long thì rất là tốt. Diện tích vùng nuôi Thanh Bình của tôi 3,4 hectare mặt nước. Lần đầu tiên làm AC thì thấy tiêu chuẩn thì nó cũng có nhiều cái cũng mình hỗ trợ, mình nuôi rất là nhiều thứ. Khi đạt được tiêu chuẩn thì cũng bắt đầu là liên hệ với các nhà mua sản phẩm để mình bán cá đạt tiêu chuẩn AC để nâng cái giá trị cá tra Việt Nam lên. Ngoài phát triển diện tích mặt nước nuôi cá tra xuất khẩu, toàn tỉnh hiện có 50 hectare nuôi thủy đặc sản, tăng hơn 20 hectare so với năm 2014. Ước sản lượng thu hoạch năm 2015 hơn 2.350 tấn. Do cái đối tượng chủ lực của tỉnh của chúng ta là con cá tra và con cá điêu hồng, cho nên trong cái tái cơ cấu trong cái thời gian sắp tới thì chúng ta vẫn duy trì cái diện tích và cái sản lượng của hai cái đối tượng chủ chốt này. Bên cạnh đó thì còn có một cái định hướng nữa mà nó sẽ làm góp phần làm gia tăng cái giá trị sản xuất của ngành, đó là sẽ đa dạng hóa các cái đối tượng nuôi thủy đặc sản, đặc biệt những cái đối tượng có giá trị kinh tế, chẳng hạn như là con cá cá lóc, tôm càng xanh toàn đực, rồi con cá hô, con cá chịch lấu, cá bông lau. Đây là những cái đối tượng mà nó hoàn toàn có khả năng là thích ứng với lại cái điều kiện nuôi ở tỉnh Vĩnh Long. Thực tế cho thấy, nuôi thủy sản theo hướng đa dạng hóa con giống không chỉ góp phần tăng thu nhập mà còn giúp cho người nuôi thay đổi dần tập quán canh tác, chuyển đổi đối tượng nuôi theo yêu cầu của thị trường. Qua đó, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2015, theo Cục Điều tra Chống Buôn Lậu Tổng cục Hải quan, cơ quan này đã chủ trì, phối hợp phát hiện và bắt giữ 172 vụ vi phạm trong lĩnh vực hải quan. Theo thống kê, tổng giá trị hàng hóa vi phạm ước tính gần 250 tỷ đồng, thu nhập ngân sách 107,4 tỷ đồng. Năm qua, Cục Điều tra Chống Buôn Lậu đã tập trung xử lý nhiều chuyên án lớn với 23 đường dây nhóm buôn lậu tại các cửa khẩu như Lạng Sơn, Cao Bằng, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Điều tra Chống Buôn Lậu phối hợp với Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng kế hoạch và đấu tranh phát hiện trên 1.000 container hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Trong 923 container đã được soi chiếu, cơ quan hải quan đã phát hiện 213 container vi phạm và đã xử lý theo quy định pháp luật. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định, trong tháng 1 năm 2016 có khả năng xảy ra từ 4 đến 5 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc. Các đợt không khí lạnh sẽ gây ra khoảng 1-2 đợt rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ và tập trung vào nửa cuối tháng. Tuy nhiên, thời gian ảnh hưởng của rét đậm, rét hại không kéo dài. Cũng trong tháng 1 năm 2016, các tỉnh Trung Trung Bộ trở vào phía Nam phổ biến ít mưa, lượng mưa có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm. Do vậy, tình trạng khô hạn thiếu nước sẽ tiếp tục diễn ra, đặc biệt tại khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra chiều ngày 1 tháng 1 tại lò dơi ở khu vực núi đá Yên Thái, xã Quàng Giang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa của gia đình ông Lê Văn Thông, khiến 8 người thiệt mạng, 1 người nguy kịch. Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa, các nạn nhân đã bị ngạt khí carbon monoxide, loại khí độc phát sinh trong quá trình than cháy gây ra. Khám nghiệm hiện trường cho thấy nồng độ khí carbon monoxide tại khu vực lò dơi của gia đình ông Thông cao gấp nhiều lần mức cho phép. Lãnh đạo địa phương cho biết, trước đây, trên địa bàn huyện Nông Cống có khoảng 100 lò dơi thủ công, trong đó xã Quàng Giang có hơn 10 lò.
Từ khi có chủ trương xóa bỏ lò vôi lò gạch thủ công của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, chính quyền các địa phương đã vận động xóa bỏ được cơ bản các lò vôi gần khu dân cư. Hiện xã Quảng Giang còn 6 lò vôi đang hoạt động. Theo lộ trình, từ nay đến năm 2020, những lò này cũng sẽ bị xóa bỏ. Năm 2015, du lịch Việt Nam đứng trước những thuận lợi và khó khăn đan xen. Tuy nhiên, nhìn lại năm qua, Việt Nam lại là nước khá bình yên trong khu vực và thế giới, với 3-0 là không dịch bệnh, không khủng bố, không tai nạn hàng không, đã đưa ngành du lịch Việt Nam đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Năm 2015, cả nước đón gần 8 triệu lượt khách quốc tế. So với năm trước đó, con số này chỉ tăng gần 1%. Nhưng đây là kết quả của sự nỗ lực vượt bậc của cả ngành du lịch Việt Nam trong 6 tháng cuối năm, trước bối cảnh khó khăn khi đà sụt giảm khách quốc tế diễn ra trong suốt 6 tháng đầu năm, theo đà giảm của năm 2014. Ngoài doanh thu từ khách quốc tế, ngành du lịch đã phục vụ 57 triệu lượt khách nội địa, với tổng thu đạt 338.000 tỷ đồng. Liên tục chương trình là phần tin quốc tế với những nội dung chính như sau. Mỹ và Liên minh châu Âu EU cảnh báo Ả Rập Xê Út có thể đối mặt với nguy cơ gia tăng căng thẳng tôn giáo sau vụ xử tử một giáo sĩ Hồi giáo dòng Shia. Một nữ phi công người Anh vừa hoàn thành đường bay dài hơn 20.000 km từ nước Anh đến Australia trên một chiếc máy bay cổ. Làn sóng phản đối mạnh mẽ giữa Ả Rập Xê Út xử tử hình một giáo sĩ Hồi giáo dòng Shia đang gia tăng trong cộng đồng người Shia ở nhiều nước trên thế giới. Mỹ và Liên minh châu Âu EU hôm nay đã lên tiếng cảnh báo chính quyền Riyadh có thể đối mặt với nguy cơ gia tăng căng thẳng tôn giáo. Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby đã hối thúc Ả Rập Xê Út tôn trọng và bảo vệ nhân quyền, đảm bảo việc xét xử minh bạch và công bằng, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo Trung Đông cần nỗ lực để giảm leo thang căng thẳng trong khu vực. Trong khi đó, EU cũng đã bày tỏ quan ngại sâu sắc và cảnh báo vụ việc này có thể gây ra các hậu quả nghiêm trọng ở khu vực Trung Đông. Kể từ đêm qua, các cuộc biểu tình phản đối đã nổ ra ở nhiều nước như Bahrain, Iraq, Anh, Pakistan, Ấn Độ. Tại các thành phố Tehran và Mashhad ở Iran, những người biểu tình quá khích còn đốt phá đại sứ quán và lãnh sứ quán của Ả Rập Xê Út. Hôm qua, chính quyền Riyadh thông báo đã xử tử hình 47 người bị kết tội khủng bố, trong đó có giáo sĩ Nim Anim, vốn được xem là nhân vật chủ chốt trong các cuộc biểu tình nổ ra hồi năm 2011 ở miền đông Ả Rập Xê Út. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mới đây đã lên án vụ xả súng tại trung tâm thủ đô Tel Aviv, làm 2 người thiệt mạng và 8 người bị thương trong ngày đầu năm mới 2016. Ông Netanyahu đồng thời cũng cam kết sẽ trấn áp tội phạm tại các thị trấn mà người Ả Rập đang sinh sống ở quốc gia này. Trong chuyến thị sát khu vực xảy ra vụ việc, ông Netanyahu không khẳng định đây là vụ tấn công khủng bố và thông báo Israel đã lên kế hoạch tăng cường mạnh mẽ việc thực thi pháp luật tại các khu vực mà người Ả Rập đang sinh sống ở nước này, những người mà ông gọi là trước nay sống khá tách biệt và không tuân thủ pháp luật. Ông Netanyahu cho biết Tel Aviv sẽ mở các chốt kiểm tra mới và tuyển thêm nhiều nhân viên cảnh sát. Vụ việc xảy ra tại tuyến đường tập trung nhiều khách du lịch ở thủ đô Tel Aviv vào ngày đầu năm 2016. Nghi can được xác định là Nasrat Menhem, 31 tuổi, đến từ làng Arara của người Ả Rập ở khu vực Bắc Israel. Cảnh sát hiện đang truy nã gắt gao đối tượng này và kêu gọi người dân cảnh giác cao độ. Tiếp ngay sau đây là một số tin nhắn đáng chú ý. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Văn phòng báo chí Tòa Thánh Vatican đêm qua thông báo, hiệp ước lịch sử được Vatican và nhà nước Palestine ký kết ngày 26 tháng 6 năm 2015 đã bắt đầu có hiệu lực. Theo thỏa thuận này, Vatican chính thức công nhận Palestine là một quốc gia. Đại diện của Tòa Thánh cho biết, việc thừa nhận nhà nước Palestine về mặt pháp lý sẽ giúp thúc đẩy tiến trình hòa bình ở Trung Đông. Trên thực tế, Tòa Thánh Vatican đã coi Palestine là một nhà nước từ năm 2013 khi sử dụng cụm từ nhà nước Palestine trong các văn kiện chính thức của mình. Rạng sáng nay, một chiếc thuyền chở người tị nạn Trung Đông đi từ Thổ Nhĩ Kỳ đã đâm vào đá trên biển Aegean ngoài khơi đảo Agathonisi của Hy Lạp. Có tổng cộng 39 người được cứu sống và đưa lên bờ. Tuy nhiên, một bé trai 2 tuổi đã chết đuối và trở thành nạn nhân thiệt mạng đầu tiên trong năm 2016 của cuộc khủng hoảng di cư ở châu Âu. Bất chấp biển động và trời lạnh trong thời gian gần đây, rất đông người di cư dẫn lên thuyền để đi từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Hy Lạp. Mới đây, một phụ nữ vì quá mải mê nhìn vào chiếc điện thoại của mình nên đã bước hụt chân và rơi xuống sông chết đuối. Vụ việc xảy ra ở thành phố Giang Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.
Camera giám sát đã ghi lại được cảnh người phụ nữ họ Dương nói trên dùng giấy trong dòng nước giá lạnh trước khi chìm nghiễm. Thảm kịch của cô Dương một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh tất cả mọi người trong bối cảnh số vụ tai nạn xảy ra do quá chú tâm vào điện thoại di động xuất hiện khá nhiều trong những năm gần đây. Bộ Năng lượng của Nga đêm qua cho biết sản lượng dầu của nước này trong năm 2015 ghi nhận mức cao kỷ lục với 534 triệu tấn dầu thô, bất chấp giá dầu mỏ thế giới lao dốc do nguồn cung dư thừa. Theo đó, trong năm qua, sản lượng dầu thô khai thác được của Nga đã tăng 1,4% so với năm trước đó, lên 10,73 triệu thùng một ngày. Theo các chuyên gia, việc tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC tập trung tăng sản lượng khai thác và cố giữ thị phần trên thị trường dầu mỏ đã khiến Nga quyết định duy trì hoạt động khai thác dầu. Nền kinh tế xứ sở Bạch Dương đã gặp nhiều khó khăn trong nhiều tháng qua do giá dầu thô duy trì ở mức thấp và những biện pháp trừng phạt kinh tế của phương Tây. Tuy nhiên, trong thông điệp liên bang hồi tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trấn an rằng Moscow đã có sự chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào, kể cả sự bất ổn của giá dầu. Sau 3 tháng vượt qua chặng đường hơn 20.000 km từ nước Anh trên một chiếc máy bay cổ, một nữ phi công người Anh vừa hạ cánh hoàn thành chặng bay dài ngày này ở thành phố Darwin, miền Bắc Australia. Bà Tracy Curtis Taylor đã khởi hành vào ngày 1 tháng 10 năm 2015 từ sân bay Farnborough, hạt Hampshire, miền Nam nước Anh, để đến thành phố Darwin ngay trong ngày đầu năm mới 2016. Chiếc Boeing Stearman đời 1942 đã đưa bà qua 23 quốc gia từ châu Âu, Tây Á đến Nam Á và cuối cùng là Australia. Trong chặng bay này, bà đã thực hiện tổng cộng 20 ngày bay một mình và phải dừng lại ở 50 điểm để tiếp nhiên liệu. Được bay trên chiếc máy bay này và vượt qua nửa vòng trái đất là một điều vô cùng tuyệt vời. Từ máy bay, tôi đã được chiêm ngưỡng những cảnh quan hùng vĩ nhất hành tinh. Bà Tracy cho biết, ngoài được thưởng thức quang cảnh hết sức ấn tượng từ trên không, hành trình của bà còn nhằm tôn vinh Amy Johnson, người phụ nữ đầu tiên đã thực hiện chặng bay tương tự vào năm 1930.